Chào mọi người, vậy là ở hồi trước, hồi thứ 78, chúng ta đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Sự kiện đầu tiên, chữa bệnh nhức đầu, hại thần thầy thuốc. Ở đây chính là nói về sự việc giữa Hoa Đà và Tào Tháo. Tào Tháo đương bị đau đầu, trong lúc cấp bách nhưng lại không tìm được thầy thuốc. Có một người mách bảo cho rằng Hoa Đà vốn là thần y, chữa bệnh được cho rất nhiều người. Tào Tháo nghe tin ấy rất mừng, vội sai người đi triệu Hoa Đà tới. Khi Hoa Đà tới nơi khám bệnh cho Tào Tháo xong, cho rằng Tào Tháo mắc phải gió độc ở trong não, phải uống một thang ma phế, lấy búa bổ đầu ra thì mới có thể chữa bệnh hết được. Tuy nhiên Tào Tháo lại nghi ngờ, cho rằng đấy không phải là cái hay. Mặt khác cũng nghi ngờ rằng Hoa Đà đã từng chữa bệnh cho Văn Trường, nhân chuyện này để báo thù cho quân Văn Trường. Thế nên đã nổi giận, thét trói Hoa Đà bỏ vào ngục. Sự kiện số 2 chính là việc dối gian truyền lại hết số giang hùng. Và ở hồi thứ 78 này chính thức đánh dấu sự thất bại một cột mốc quan trọng trong Nguyễn Tam Quốc diễn nghĩa, chính là việc Tào Tháo qua đời không tin Hoa Đà chữa bệnh, lại đi sát hại quá nhiều người, nên trước khi mất Tào Tháo đã thấy rất nhiều anh hùng đứng bên cạnh của mình. Và khi Tào Tháo biết được mình đã đắc tội với Ngụy Thần, vốn không thể cưỡng chịu được nữa, Tào Tháo đành buông tay phó mặc cho số phận. Tào Tháo biết rằng số của mình đã tận, cho nên cho mời các con lại truyền đạt ý mệnh của mình, lập người lên làm thế tử, và mong rằng những tướng tá còn lại phải tiếp tục phò tá cho nước Ngụy, giúp nước Ngụy có thể đánh được bên Hán Trung Vương và bên Tô Nguyên. Và ở phần cuối cùng, chúng ta đang tìm hiểu lỡ dở sự việc em của Tào Phi, được Tào Phi gọi là thằng râu vàng, nay có ý muốn tranh con. Thì có một người đứng ra quyền yêu cầu rằng mình có thể giải quyết được việc ấy. Chúng ta chưa biết được người ấy là ai, dùng kế gì để có thể trị được. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sang hồi thứ 79. Anh chị em Tào Thật ngâm thơ, cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội. Tào Phi nghe tin Tào Chương kéo quân đến, sợ hỏi các quan. Có một người xin ra lấy lời bị Tào Chương, trông ra thì là Giáng Nghị đại phu Giả Quỳ. Phi mừng lắm, lập tức sai Giả Quỳ đi. Quỳ ra thành đón Tào Chương. Chương hỏi, tỷ thụ của tiên vương để đâu? Quỳ nghiêm sắc mặt lại, nói rằng nhà có con trưởng, nước có vua kế tự, tỷ thụ của tiên vương, ông không được phép hỏi. Chương nín lặng, không nói gì, cùng đi với Giả Quỳ vào thành. Khi gần đến cửa cung, Quỳ hỏi rằng ông đến đây để chịu tan hay là muốn đến để tranh giành ngôi báu? Chương nói, ta đến đây để chịu tan đấy thôi, chứ có bụng dạ gì đâu. Quỳ nói, đã không có bụng gì, cớ sao lại mang cả quân vào thành? Chương lập tức quét tướng sĩ lui ra, chỉ độc một mình vào cung, ra mắt Tào Phi. Hai anh em ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Tào Chương đem hết quân mã của mình ra giao lại cho Tào Phi. Phi sai Chương về giữ Yển Lăng, Chương lại từ trở ra. Từ bấy giờ, Tào Phi mới vững chân, đổi năm Kiến An thứ 25 thành năm Diên Khang thứ nhất. Năm 220, phong Giả Hữu làm thái úy, Hoa Hâm làm tướng quốc. Vương Lăng làm ngự sử đại phu, quan viên lớn nhỏ đều được phong tướng cả. Lại đặt tên Thụy Tào Tháo là Vũ Nước Vương, tán tại Cao Lăng ở Nghiệp Quận. Phi sai Vu Cấm ra coi việc sửa lăng, Cấm phụng mệnh, ra đó thấy trên tường trắng trong nhà mộ có vị bức tranh quan công đang ngồi ngất ngựa ở trên, ở dưới bàn đất hung hăng không chịu phục, còn Vu Cấm thì đang lom khom chạy xuống đất để kêu vang. Nguyên Tào Phi thấy Vu Cấm Vu Trọng bị bắt, đã không biết từ tiết thì chớ,
lại còn vét mặt trở về. Trong bụng vốn khinh coi, coi khinh lắm, cho nên sai người bị tranh ấy vào vách để sỉ nhục cắm. Cắm trông thấy vậy, vừa xấu hổ, vừa tức, út lên thành bệnh, không mấy bữa thì chết. Người sao có thơ rằng: giúp chúa công trình kể biết bao, tiếc thay lâm nạn chẳng trung tàu. Lòng người hồn dễ lường cho xiết, bức vĩ trên tường đẹp mặt sao. Hoa Hâm vào tâu với Tào Phi rằng: Yển Lăng hầu đã giao xong quân mã về giữ bản quốc rồi, còn làm chi hầu Tào Thật, Tiêu Hoài, hầu Tào Hùng, hai người không đến chịu tan, lẽ ra phải hội tội mới được. Phi theo lời, sai sứ giả đến hai nơi để hỏi tội. Không bao lâu, một sứ giả ở Tiêu Hoài về báo rằng: Tiêu Hoài hầu Tào Hùng sợ tội, Thất Vũ tự tử mất rồi. Phi sai hậu tán cho và truy tặng làm Tiêu Hoài vương. Qua vài hôm, sứ giả ở Lâm Chi lại về báo rằng: Lâm Chi hầu ngày nào cũng anh tùng với bọn anh em Đinh Nghi, Đinh Dị uống rượu say sưa, càng rỡ không biết lễ phép gì. Khi chúng tôi đến, Lâm Chi hầu ngồi chễm chệ, không thèm cử mình. Còn Đinh Nghị thì mắng rằng: khi trước tiên vương muốn lập chủ ta làm thế tử, bị những quân nịnh hót ngăn trở. Nay tiên vương mới mất chưa được mấy ngày, đã muốn hỏi tội trong cốt nhục hay sao? Đinh Dị nghe thấy vậy, cũng thêm lời vào rằng: cứ như chủ ta thông minh hơn đời, đáng lẽ nói ngôi vào phủ mới phải, nay hóa ra lại không được lập. Các bầy tôi nếu được chúng bay, sao không biết nhân tài làm vậy? Bởi thế, Lâm Chi hầu nổi giận, sai võ sĩ đem tôi ra đập đánh một hồi, rồi lại đuổi đi. Phi nghe nói như vậy, nổi giận đùng đùng, sai ngay Hứa Chữ lệnh 3.000 quân hộ vệ đến Lâm Chi để bắt bọn Tào Thật. Hứa Chữ phụng mệnh dẫn quân đến Lâm Chi, tướng giữ cửa thành ngăn lại không cho vào. Chữ chiếm phăng ngay tướng ấy, vào thẳng trong thành, không ai dám chống lại. Chữ đến phủ đường, thấy Tào Thật và Đinh Nghi, Đinh Dị đang say rượu nằm trờn cả ra đấy. Chữ trói, ráo lại, bỏ lên xe, bắt hết cả quan liêu lớn nhỏ, giải về Nghiệp Quận, đợi Tào Phi phát lạc. Phi truyền lệnh đem giết sạch bọn Đinh Nghi, Đinh Dị. Hai người này quê ở Bái Quận, đều nổi tiếng hay chữ một thời. Ai ai nghe thấy vậy cũng tỏ lòng thương tiếc. Mỹ Tào Phi là miền thị, nghe thấy Tào Hùng phải thắt cổ chết, đầu xót vô cùng. Này lại nghe tin Tào Thật bị bắt, đồ đảng thì là bọn Đinh Nghi, Đinh Thị bị giết. Kinh hại quá chừng, vội vàng ra điện, gọi Tào Phi vào để hỏi. Phi thấy mẹ ra, vội vàng đến lại. Biện Thị khóc bảo: em con là Tào Thật, xưa nay ngông nghênh rượu chè, vì nó cày có tài nên mới phóng túng như thế. Con nên nghĩ tình anh em ruột thịt mà tha tội cho nó, thì mẹ dù có chết xuống suối vàng cũng có thể được nằm yên. Phi nói: con cũng yêu cái tài của nó, chứ đâu có nỡ hại. Này cũng răng bảo cho nó trừ bớt đi đó thôi, xin mẹ chớ lo. Biện Thị gạt nước mắt trở vào. Phi ra nơi thiên điện, đòi Tào Thật đến để ra mắt. Hoa Hâm hỏi: vừa rồi Thái Hậu dặn điện hạ đừng giết Tự Kiến, có phải như thế không? Phi nói: phải. Hâm trả lời: Tự Kiến có tài, có trí, vốn không phải là người tầm thường, nếu không trừ đi cho sớm, tất sẽ để tai vạ về sau. Hâm lại nói: ai cũng bảo Tự Kiến xuất khẩu thành chương, tôi đây chưa tin lắm, điện hạ nên cho đòi vào hỏi thử xem tài y ra làm sao. Nếu không thấy có tài thì dứt phát đi, nhược bằng có tài thì cũng giáng chức xuống để chia bớt miệng văn nhân ở trong thiên hạ. Phi nghe lời, một lát Tào Thật vào ra mắt, sợ hãi xin thú tội. Phi nói: tao với mày tình tuy là anh em, nhưng nghĩ Thùy là vua tôi, mày sao dám cậy tài bỏ lễ? Khi còn tiên quân,
mày hay đem văn chương phi hợm với ngươi. Tao nghi cho mày tóc mượn người khác làm gà. Này tao gia hạn cho mày đi 7 bước, phải ngâm xong một bài thơ. Ngâm được thì ta cho khỏi chết, nếu không xong ta sẽ trị tội nặng, quyết không thể tha. Thực nói, xin cho ra đầu bài. Khi ấy ở trên điện có treo một bức tranh thủy mặc, vì hai con trâu trọi nhau dưới bức tường, một con ngã xuống giếng chết. Phi rõ vào bức tranh ấy bảo rằng vịnh ngay bức tranh này, nhưng cấm không được phạm vào hai chữ. Hai trâu chọi nhau dưới tường, một con xa giếng chết. Thật đi vừa được 7 bước thì ngầm cũng vừa xong bài thơ. Trong thơ nói rằng đôi vật đi cùng đường, trên đầu bốn khúc xương, gặp nhau từ sườn núi, hùng hằng mở chiến trường. Đôi bên đều sức mạnh, một vật lăn xuống hang, nào phải lật nó kiếm, chẳng qua sự nhỡ nhàng. Tào Phi và các quan đều chịu là tài. Phi lại nói, 7 bước mới ngâm xong bài thơ, thế hãy còn là chậm. Mày có ứng khẩu làm ngay được một bài hay không? Thực nghĩ thấy vậy, lại xin ra đầu bài. Phi nói, ta với mày là anh em, lấy ngay việc ấy để làm đầu bài, nhưng cũng không được phạm vào hai chữ anh em. Thực không còn suy nghĩ gì, ứng khẩu đọc ngay một bài lên rằng: nấu đậu đốt canh đậu, đậu ở trong nồi khóc, vốn sinh cùng một khóc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Tào Phi nghe xong bỗng nhiên ứa nước mắt. Điền thị ở sau điện chạy ra nói, anh sao lại dẹp em đến như thế? Phi vội vàng đứng dậy nói, phép của nước, con không sao bỏ được. Bởi thế Phi dán Tào Thật xuống làm em tương hầu. Tào Thật lại từ bèn lên ngựa đuổi thẳng ra. Từ khi Tào Phi lên ngôi, pháp lệnh thay đổi mới cả, bất hiếp vua hiến đế lại còn thậm tệ hơn cha hắn là Tào Tháo khi trước. Có một thám báo tin ấy về thành đô, hán trung vương giật mình, bàn với các quan rằng Tào Tháo đã chết rồi, nay Tào Phi nối ngôi, bất hiếp thiên tử lại tệ hơn cha hắn. Tôn Nguyên ở Đông Ngô lại chắp tay xưng thần, vua muốn trước đánh hết Đông Ngô để báo thù cho Văn Trường, rồi sau sẽ đánh Trung Nguyên để trừ loạn tặc. Các ngươi nghĩ như thế nào? Huyền Đức vừa nói dứt lời thì Liêu Hóa đã lạy xuống đất khóc rằng, cha con Quan Công bị hại là vì Lưu Phong mạnh đàn không cứu, xin giết hai tên giặc ấy đi mới được. Hán Trung Vương ban sai người đi bắt. Khổng Minh can rằng, việc ấy phải thông thả định liệu mới được, chớ có vội vàng mà sinh biến. Nay hãy thăng cho hai người làm quận thú, chia đây hai nơi, rồi mới có thể trừ ngay đi được. Hán Trung Vương nghe lời ấy, sai sứ ra Thăng Long cho Lưu Phong thì dự ở Miên Trúc. Bình Dạng vốn chơi thân với Mạnh Đạt, nghe thấy vậy vội viết thư sai người đi báo tin cho Đạt biết. Người mang thư vừa ra đến cửa Nam thì bị quân đi tuần của Mã Siêu bắt được. Siêu ra hỏi biết tình hình đầu đuôi như thế, lập tức đến chơi Bình Dạng. Dạng ra tiếp vào đặt rượu thất đãi, rượu nửa chừng. Siêu bèn nói gợi lên rằng, ngày xưa Hán Trung Vương đại ông hậu lắm, nay sao lại có ý nhạt nhẽo như vậy. Dạng nhân rượu ngà ngà say, nổi giận mắng rằng, ông già ấy lòng quẩn lắm, thế nào cũng có phiên ta báo được mới nghe. Siêu cũng nói tàn ra rằng, tôi lâu nay cũng oán ông ấy lắm. Dạng nói, có phải thế thì ông hãy cất quân bản bộ kết với Mạnh Đạt làm ngoại ứng, tôi đem quân Trong Xuyên làm nội công, việc này chắc chắn sẽ xong. Siêu nghe thấy vậy nói, tiên sinh nói phải lắm, mai này ta sẽ cùng bàn lại với nhau. Siêu từ giả ra về,
đem ngay cả người lẫn thư vào nộp Hán Trung Vương và thuật lại đầu đuôi câu chuyện ấy. Hán Trung Vương giận lắm, sai bắt ngay Bành Dạng tống ngục ra hỏi. Quả nhiên như thế, Bành Dạng ngồi trong ngục, nghĩ lại chuyện, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hán Trung Vương hỏi Khổng Minh rằng, Bành Dạng có ý mưu phản, ta phải trị làm sao? Khổng Minh thưa, Dạng là một người ngông nghênh, để lâu, tất hắn cũng sinh vạ. Hán Trung Vương mới cho Bành Dạng tự tử ở trong ngục. Dạng chết rồi, có người báo tin cho Mạnh Đạt biết. Đạt sợ cuốn cả người lại. Chợt có sứ giả đến điều Lưu Phong ra giữ thành Biên Trúc. Đạt bàn với anh em Lưu Ý Thượng Dung và Phòng Lăng là Thần Đam. Thần nghi rằng, ta với Pháp Hiếu Trực đều có công với Hán Trung Vương. Này Hiếu Trực mất rồi, Hán Trung Vương lại quên công của ta, lại muốn hại ta, thì ta phải làm như thế nào? Đàm nói, tôi có một kế khiến Hán Trung Vương không thể nào mà hại ông được. Đạt mừng lắm, vội vào để hỏi kế gì. Đàm thưa, anh em tôi muốn hàng ngụy đã lâu, ông nên viết một bài biểu từ biệt Hán Trung Vương rồi sang ngụy hàng Tào Phi, chắc được trọng dụng, hai chúng tôi cũng sẽ sang theo sau. Đạt chợt nghĩ ra, liền tả một bài biểu giao ngay cho sứ giả, rồi ngay đêm ấy dẫn 50 kỵ mã chạy sang hàng ngụy. Sứ giả mang biểu về thành đô tâu với Hán Trung Vương. Hán Trung Vương giận lắm, xem tờ biểu, trong ấy có viết rằng, thần là Đạt thiết nghĩ rằng điện hạ sắp sửa dựng nghiệp y lã theo công hoàng văn, mượn đất Ngô sở này để dựng việc lớn. Bởi thế có những người có chí lũng lượt kéo về. Thần từ khi đòi theo đòi đến nay, tội lỗi chất cao tày núi, thần cũng tự biết mình lắm, huống chi là điện hạ. Này trong triều những bậc tài giỏi đang như kiến, thần tài hèn sức yếu mà cũng được dự vào hàng công thần, thần tự nghĩ mình lấy làm hổ thẹn lắm. Thần cũng có nghe Phạm Lại biết cơ lên đền năm hồ, cửu phạm tạ tội quanh quẩn trên sông. Ôi, đàn khi vui tôi gặp gỡ nhau mà phải mang thần đi lánh là cớ làm sao? Bởi vì muốn rõ ràng trong đường lui tới vậy. Huống chi thật đây là kẻ hèn hạ, không có công cán gì to. Nghĩ đến sự đời lại nhớ đến các ông hiền tiền hiền lắm. Ngày xưa thần sinh rất hiếu mà bị cha nghi, tự tư rất trung mà bị vua giết. Mông Điềm có công mở bờ cõi mà phải tội, Nhạc Nghị có công phá nước Tề mà bị đuổi đi. Thần mỗi khi xem sách nói đến các ông ấy, không thể không cảm khái sụp sùi. Không ngờ rằng thần lại phải gặp cảnh như thế, càng thêm chua xót lắm thay. Trước đây Kinh Châu đổ mất, đại thần thất tiết, trăm phần không dám chốt phần nào. Vậy thần xin giả Phòng Lăng, Thượng Dung mà xin đem thân ra ngoài cho được thoải chí. Xin điện hạ rủ ơn thành soi xét cho thần, thấu tình của thần mà thương lại cảnh của thần. Thần thật là tiểu nhân, không được thủy chung như nhất. Thần biết thế cũng không phải mà vẫn làm, há dám chối mà không có tội. Thần lại nghe có câu rằng, bạn chơi với nhau tuy đã tuyệt, không nỡ nói nhau quá lời. Bày tô chủ tớ tuy thờ chủ tuy đã bỏ đi, không nên oán thán gì. Thần vẫn nhớ lời quân tử, vậy xin điện hạ hãy cố gắng lên. Thần sợ hãi không sao kể xiết. Hán Trung Vương đã xem xong thư, nổi giận nói rằng, quân thất phù đã phản ta thì chớ, lại dám đem văn tự ra đùa ta rưu. Tiền toàn các quân đi bắt, Khổng Minh nói, nên sai ngay Lưu Phong tiến binh bắt Mạnh Đạt, để cho hai hổ chọi nhau. Lưu Phong hoặc thành công hoặc bại trận, thế nào cũng phải về thành đô, sẽ bắt mà trừ đi thì tuyệt được cả hai cái vạ lớn ấy.
Hán Trung Vương nghe lời, sai sứ ra miền Trúc, riêng sai Lưu Phong đem quân đi để bắt Mạnh Đạt. Lại nói, Tào Phi đang tụ văn võ bàn tiệc, cộng thần vào, báo rằng có tướng bên Thục là Mạnh Đạt đến để xin hàng. Phi rời vào, hỏi, người đến đây, để hàng có mưu mẹo gì là giả dối chăng? Đạt thương, tôi chỉ vì không cứu quan công, Hán Trung Vương muốn giết tôi, cho nên tôi đến đây hàng, chớ không có ý gì khác cả. Tào Phi vẫn chưa tin, chờ có Lưu Phong dẫn 5 vạn quân vào lấy Tương Dương, chỉ thách một mình Mạnh Đạt ra đánh. Phi bảo Mạnh Đạt rằng, người có phải thật phụng bụng hàng thì hãy ra Tương Dương lấy đầu Lưu Phong về đây, ta mới tin ngươi. Đạt nói, tôi lấy làm đường lợi hại ra bảo Lưu Phong, tất nhiên hắn cũng sẽ đến hàng. Phi nghe thấy vậy mừng lắm, phong cho Mạnh Đạt làm tán kỵ thường thị, kiến võ tướng quân, Bình Dương đình hầu, lệnh chức thái thú Tân Thành, ra giữ ở Tương Dương, Phan Thành. Hạ hầu thượng Từ Hoạn ở Tương Dương sắp sửa đánh lấy các quận Thường Dung. Mạnh Đạt đến nơi vào chơi hai tướng thì nghe tin Lưu Phong đã dẫn quân đến, cách ngoài thành 50 dặm hạ trại. Đạt mới viết một phong thư, sai người mang đến trại Thục dụ Lưu Phong ra hàng. Phong dở thư ra xem, nổi giận nói, thằng giặc này đã làm mất nghị chú cháu của ta, lại muốn lì tình cha con ta để cho ta thành ra đứa bất trung bất hiếu hay sao? Nói đoạn liền xé thư chém sứ, hầm hầm nổi giận, dẫn quân ra đánh. Hai bên lúc này bắt đầu gạch trận. Phong dừng ngựa, đứng dưới cờ, cầm đao, trỏ vào Mạnh Đạt mắng rằng, quân giặc phản, quân phản tặc bỏ nước kia, sao lại dám nói càng như thế? Mạnh Đạt nói, mày chết đã kề cổ rồi, còn u mê không biết à? Phong giận lắm, liền tế ngựa múa đao xông thẳng vào để đánh Mạnh Đạt. Đánh chưa được vài hiệp, Đạt đã thua bỏ chạy. Phong đuổi theo hơn 20 dặm, bỗng có một tiếng reo, trong quân phục đổ ra, bên tả là Hạ Hầu Thượng kéo tới, bên hữu lại là Tự Hoàng ập đến. Mạnh Đạt cũng quay bên lại, ba mặt đánh ập vào. Lưu Phong thu to, chạy luôn đêm về đến Thượng Dung. Quân Ngụy theo sau đuổi thật riết. Phong đến dưới thành gọi cửa, thì thấy bên trên bắn xuống như mưa. Thông Đan đang ở trên đỉnh tàu, gọi rằng, ta đã hàng Ngụy rồi. Phong nghe thấy vậy, giận lắm, muốn đánh phá thành, nhưng quân đuổi theo sau đã đến. Phong phải chạy về phòng lăng, đến nơi thì thấy trên thành đã cắm cờ hiệu nước Ngụy cả rồi. Thông Nghi ở trên phất cờ hiệu, Từ Hoạn ở phía sau kéo đến. Phong đánh lại không kịp, chạy về Tây Xuyên. Hoạn thừa thế đuổi đánh, thủ hạ của Lưu Phong chỉ còn hơn 700 quân kỵ. Phong lúc này đã tới thành đô, vào ra mắt Hán Trung Vương khóc lạy xuống đất, tâu rõ việc trước. Hán Trung Vương thấy Lưu Phong tới, trong lòng lại nổi giận, nói, nhục tử, còn mặt mũi nào dám vào ra mắt ta? Phong nói, khi thúc phụ lâm nạn, không phải con đây không cứu, chỉ vì Mạnh Đạt ngăn trở con. Hán Trung Vương lại giận thêm, mắng rằng, mày ăn cơm người, mặc áo người, không phải loại bụng nhìn tượng gỗ, sao lại chỉ đi nghe lời dèm pha? Lập tức sai Tả Hữu lôi Phong ra để chém. Hán Trung Vương chém xong Lưu Phong, sau biết Phong xí thư chém sứ giả của Mạnh Đạt, bấy giờ mới hối hận. Hán Trung Vương vì thương quan công quá nên sinh bệnh, phải đóng quân ở lại một chỗ, chưa dám khinh động vội. Tào Phi từ khi lên ngôi Ngụy Vương, thăng thượng cho các quan văn võ, rồi dẫn 30 vạn quân về thăm Huyền Tiêu nước Bái, là nơi quê cha, đất tổ, rồi mở tiệc lớn để bái mồ mả tổ tiên. Các cụ già trong làng kéo ra bái lòng chọc cả đường, tranh nhau dâng rượu chúc thọ,
theo lệ như vua cao tổ nhà Hán về nước Bái khi xưa. Chợt có tin báo Hạ Hầu Đôn bệnh nguy cấp lắm. Phi Nhi thấy vậy, vội vàng trở về Nghiệp Quận, thì Đôn lúc này đã mất rồi. Phi thương tiếc lắm, sai làm ma cực hậu, Phi cũng để trở. Tháng 8 năm ấy, có người báo ở huyện Thạch Ấp có chim phượng hoàng về chầu. Ở thành Lâm Chi có kỳ lân hiện ra, mà rồng vàng thì uống khúc ở tại Nghiệp Quận. Bởi thế, trung lương tướng là Lý Thục, thái tử thừa là Hứa Chi, bàn bạc với nhau rằng trong cái điềm lành ấy là dấu hiệu của nhà Ngụy phải thay vào ngôi nhà Hán. Vậy ta nên sắm sửa nghi lễ thu thiên để cho vua Hán nhường thiên hạ cho Ngụy Vương thôi. Bàn định rồi mới cùng bọn Hoa Hâm, Vương Lãng, Tông Ti, Giả Hữu, Lưu Hoa, Lưu Dị, Rồng Kiệu, Rồng Quân, Hoàng Giai, cả bọn văn võ 40 người vào thẳng nội điện tàu với vua Hiến Đế xin nhường ngôi cho Ngụy Vương là Tào Phi. Đó mới là xã tắc nhà Tào vừa nhóng giận, Giàn Sơn đời Hán phúc lì tan. Chưa biết rằng vua Hiến Đế nói năng ra làm sao, hãy cùng xem tới hồi sau sẽ biết. Vậy là ở hồi này chúng ta cũng đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Và ở đây chúng ta có thể thấy được khi Tào Phi lên ngôi, chỉ vì chưa thấy hai em đến để báo hiếu thằng cha mà Tào Phi đã sai sứ giả đến để hỏi tội. Và trong lần hỏi tội thứ nhất, em của Tào Phi là Tào Thục đã hoảng sợ thắt cổ tự vẫn mất. Thế nhưng vẫn còn một em nữa là Tào Thật. Tào Thật xưa nay vốn nổi tiếng là xuất khẩu thành thơ, ai ai cũng cảm thán cho rằng là người tài. Thậm chí ngày xưa khi Tào Tháo còn sống, Tào Tháo cũng từng có ý muốn Tào Thật nên làm thái tử. Tuy nhiên trong phút chăn chối cuối cùng, Tào Tháo vẫn chọn Tào Phi lên để làm vua. Tào Tháo vẫn chọn Tào Phi kế nghiệp của mình. Và khi Tào Phi nghĩ đến Tào Thật, vốn đã ghen ghét cái tài của Tào Thật, nay lại lấy điều vô lễ ấy muốn hỏi tội của Tào Thật. Nhưng may mắn có Biện Thị là mẹ của Tào Phi, thấy một đứa con của mình đã thắt cổ tự tử, đứa con còn lại cũng sắp sửa mang vạ tới nơi, cho nên đã đích thân tới gặp Tào Phi để hỏi điều lẽ phải. Và khi mẹ hỏi thì Tào Phi cũng nói rằng Tào Phi vốn chỉ muốn răn đe Tào Thật thôi. Thế nhưng khi mặt đối mặt lại với nhau, Tào Phi lại đưa ra những điều hết sức oán âm. Điều đầu tiên, khi nhìn vào bức tranh thủy mặc có vị hai con trâu đang chọi nhau ở dưới bức tường, một con ngã xuống chết, Tào Phi ra điều kiện khi đi bảy bước phải xuất khẩu thành thơ, nhưng phải cấm không được chạm vào hai chữ. Hai con trâu chọi nhau dưới tường, một con trâu say muốn chết. Tào Thật vào lúc này cũng đã chứng thực được tài năng của mình, chỉ còn đi bảy bước đã liền xuất khẩu thành thơ. Và trong thơ cũng không phạm tới những điều mà Tào Phi đã căn dặn. Bởi thế ai cũng cho Tào Thật là giỏi. Thế nhưng Tào Phi vẫn chưa có ý vui giận. Tào Phi vẫn yêu cầu em mình phải ứng đối ngay một bài thơ. Và Tào Thật không còn suy nghĩ, ứng hậu ngay một bài rằng trong thơ ngụ ý rằng anh em sao lại hà hiếp bức ép nhau như thế. Tào Phi như thế vậy rõ nước mắt đẹp, cũng không có ý muốn hại Tào Thật nữa. Sự kiện tiếp theo chính là việc cháu hại chú Lưu Phong chịu tội. Ở đây đang nói tới việc khi Vân Trường đến Thượng Dung sai người nhờ người sai Lưu Phong Mạnh Đạt ra đem quân để cầu cứu. Thế nhưng Lưu Phong vì nghe lời của Mạnh Đạt đã không chia quân ra cầu cứu. Nay Mạnh Đạt đã về hàng bên Tào Phi, chỉ còn mình Lưu Phong. Khi Lưu Phong tiến binh ra để đánh Mạnh Đạt theo lời của Lưu Bị thì đã bị thua trận, chạy về gặp Hán Trung Vương. Và Hán Trung Vương vì nổi giận
đã đem Lưu Phong ra chém. Và khi nghe được sự việc, Lưu Phong đã xé bức thư của Bạch Đạt và chém sứ giả, thì Tào Phi mới hối, thì Lưu Bị mới hối hận. Và ở khúc cuối, chúng ta đang tìm hiểu sự việc vua Hiến Đế chưa biết nói như thế nào trong việc yêu cầu nhường ngôi. Chúng ta hãy đợi sang hồi sau sẽ phân giải.